Hey Mina-san, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhịp ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Sa sore de wa. Như các bạn thấy thì hai bạn này đang dùng bữa và bạn ấy đang dùng bữa ở nhà hàng. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đấy? À đúng rồi, restaurant de sukujishimasu. Và một ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta sẽ là n de vemasu. Có nghĩa là V ở N. N là danh từ chỉ địa điểm diễn ra hành động. V là tha động từ chỉ hành động. Và đế là trợ từ biểu thị địa điểm diễn ra hành động. Ví dụ như chúng ta thấy thì bạn này đang làm việc, tức là hatarakimasu. Và bạn ấy làm việc ở công ty, kaisa. Và chúng ta sẽ dùng trợ từ đế để biểu thị địa điểm diễn ra hành động. Kaisa de hatarakimasu, làm việc ở công ty. Và nghi vấn từ ở mẫu câu này đó là doko và đi kèm với trợ từ đế. Doko de vemasu ka? Có nghĩa là về ở đâu vậy? Như chúng ta thấy thì bạn này đang đọc sách. Vậy thì chúng ta muốn hỏi là bạn đọc sách ở đâu vậy? Thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? À đúng rồi, doko de hon o yomimasu ka? Doko de hon o yomimasu ka? À bạn này đang đọc sách ở thư viện, tức là Tosukan de hon o yomimasu. Tosukan de hon o yomimasu. Doko de Nihongo o benko shimasu ka? Các bạn học tiếng Nhật ở đâu vậy? Kiyoshitsu de Nihongo o benko shimasu. Tôi học tiếng Nhật ở lớp học. Hoa sen gakko de Nihongo o benko shimasu. À, tôi học tiếng Nhật ở trường Nhật ngữ Hoa sen. Hoa sen gakko de Nihongo o benko shimasu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Sa kore de mata kondo onegai tashimasu.